Xin chào các bạn, mời các bạn cùng tôi đi nhận căn hộ. Thì căn hộ này ở thành phố Hồ Chí Minh. Phương tiện đi thì đi từ Tây Nguyên xuống thì đi bằng chuyên cơ mặt đất. Thử đi cái này xem thế nào. Mời các bạn hành trình cùng tôi. Cái đây là cái chuyên cơ mặt đất. Các bạn thân mến, đây là đầu cầu Đắc Bona, kia người ta đến là khu người ta làm tổ chức là 10 năm thành lập thành phố Kon Tum. Ở phía này cầu Đắc Bona, phần phía này là đi theo đường Hồ Chí Minh hướng vào Nam. Còn đây là nhà xe gọi là chuyên cơ mặt đất. Thấy cái tên cũng hay hay. Hành trình từ Kon Tum, thành phố Hồ Chí Minh là 420.000. Còn đây là trên xe, bắt đầu ta lên xe. Từng ô, từng ngăn, cái giường cũng rất là trang trí rất đẹp. Đây, có màn hình. Mỗi ô, mỗi ngăn là có một cái màn hình phía trước. Hai bên, hai hàng ghế. Mỗi bên là 5, là 2 tầng, phải là 20 chỗ. Xe 20 chỗ, xe đời mới bây giờ. Thì mời các bạn thử xem các tiện nghi và hành trình cùng tôi đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, đấy là cái ghế giường phía trước, bên trái, phía trên, kia là phía dưới. Mỗi ngăn là một ô như thế, được 20 giường. Đấy, còn màn hình, mỗi ô có màn hình riêng. Còn trang bị thì đây là có một cái gối ôm và đấy, gối ôm một cái chăn. Còn đây là có một cái hộc, chắc hộc mình dép. Còn đây là cái điều khiển của cái màn hình. Phía trên này thì đấy, phía đầu giường thì có một cái chanh. Còn đây là cái tai nghe và cái đèn ngủ. Tai nghe to. Ở chỗ đây là để nạp sạc điện thoại. Và một cái cắm tai nghe. Còn kia là công tắc đèn. Còn đây là có cái máy massage. Đây điều khiển massage. Massage là phía dưới lưng. Bấm lên nó chạy. Dù dương thì cái này nó massage có 3 vị trí. À, 4 vị trí. Một là vai. Đấy, nhìn cái hình rồi. Một là vai, hai là lưng, ba là mông, bốn là chân. Đấy, 3 vị trí hoàn tròn. Còn mình thích 10 phút thì bấm 10 phút, thích 20 phút bấm 20 phút. Nó chạy như các cái massage, tức là dưới cái đệm phía dưới lưng là gọi như ghế giường massage. Cũng được. Trang bị thấy cũng hiện đại. Đầy đủ tiện nghi. Đấy, bức tranh đầu rất đẹp. Đấy, tôi tắt điện rồi. Bắt đầu xe chuyển bánh. Thì đấy, công tắc tắt điện ở giữa. Bật lên là nó sáng. Đã kéo rèm. Đây, mỗi cái là có rèm. Và phía trần thì cũng như là nó làm rất là đẹp. Đấy, kéo rèm. Mỗi người riêng một ngăn. Nằm cũng tạm được. Đủ xoạc chân, xoạc tay. Xoạc tay nhẹ nhẹ thôi. Đấy, màn hình xem. Kéo kín. Xong bật máy lạnh. Từng ô. Đấy, chiều rộng cái này khoảng 70. Đấy, tôi đo hơn 3 gang tí. Đấy, còn đây đèn ngủ ta nghe. Ở bên ngoài đấy là xe đã xuất. Cái điều khiển của màn hình. Cái bấm tôi cũng chưa biết bấm nên là màn hình vẫn chưa lên. Đấy là mật khẩu wifi. Có wifi. Đây điều khiển để bấm để massage cho 10 phút thôi. Bấm lên là bắt đầu nó chạy.
và bụng đẹp bằng người. Các bạn nào mà nằm sắp thì đừng bật massage, bởi vì không cẩn thận là nó vỡ mất trứng viên nội. Nên đây là cái gối. Đây cái đèn ngủ tắt, nó có mấy chế độ, tắt bấm chế độ đèn xanh, có đèn sáng, đấy nạp điện thoại, đây ba công tắc đèn, cơ bản cũng thấy là rất tiện lợi cho một chuyến đi. Tranh chiếu massage là ngoài. Ở đây là cái rèm kéo cho cửa sổ, mình không muốn ấy mình kéo xuống. Và bình thường tôi mở nhiều khi ngắm cảnh. Đây phía bên ngoài tắt điện. Các bạn tắt điện, tắt điện sáng. Bên ngoài trời tối, bắt đầu là sau một giấc ngủ thì cái này là đi buổi tối đến gần sáng. Bây giờ là 4:15 sáng, đã đến Bình Dương. Sau một giấc ngủ là mình từ Tây Nguyên xuống Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát ở Tây Nguyên là 18 giờ, tức bây giờ là 4 giờ sáng. Đấy, nhà xe đã bật điện sáng ở ngoài xe và đã gọi khách dậy để xuống bến. Mời các bạn hành trình cùng xem vào Thành phố Hồ Chí Minh. Và mai kia thì mời các bạn để xem căn hộ. Căn hộ mua 1.4 tỷ. Tất nhiên nó cũng không được, nội thất không được cao cấp, vậy là tầm trung. Đấy, bắt đầu gần vào thành phố thì đèn sáng, xe cộ bắt đầu người ta cộng đông rồi. Ghế nằm cũng rất là thoải mái, một đêm ngủ vừa massage vừa ngủ thoải mái. Cái ngăn giường bên kia, cái cô chưa dậy nhưng vẫn căng rèm. Đấy, ngoài phố người ta bắt đầu. Thành phố Hồ Chí Minh đi suốt ngày đêm, lúc nào cũng có người đi. Những bạn nào mà quan tâm thì cũng có thể theo dõi. Tôi làm video cũng không được hay lắm. Thì có cái gì thấy cái gì mình cảm thấy hay thì mình để quay mình chia sẻ. Và chuyến xe đã xong, tôi đã đến cái trung tâm liên quan mua nhà đất. Thì đây người ta một số cái tranh ảnh các cái dự án của công ty. Thì tôi quay mấy hình ảnh. Bạn nào quan tâm thì cũng có thể xem. Đấy, người ta chụp các cái dự án mà người ta đã làm rất là đẹp. Các vị trí cũng rất là đẹp. Đấy, khu đẹp nhất, khu gì? Dragon, UCT, NHO. Đây là một công ty NHO. Thì các bạn nào quan tâm thì cũng đánh vào đấy xem các dự án. Thì tôi thấy nhiều dự án rất là đẹp. Một số dự án thì chỉ tầm trung, thì vừa cái túi tiền những người bình thường, còn cái cao cấp thì tôi không nói. Thì các bạn nào quan tâm liên quan căn hộ thì khi nhận căn hộ thì tôi cũng sẽ quay cái căn hộ
và tham khảo một số cái thị trường nhà đất ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Thì các bạn nào quan tâm thì có thể là theo dõi tiếp theo. Thì video này tôi tạm dừng ở đây. Các bạn nào quan tâm thì theo dõi tiếp. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.